Máy bay Lan Hương hướng dẫn sử dụng máy Yuki 008. Đầu tiên sử dụng mình rút cái dây máy ra này, cắm qua cổng nội nguồn. Máy chạy điện 110V, bật công tắc lên. Bên hông này nó cũng có hai công tắc, một công tắc nguồn và một công tắc đèn. Mình mở cái nắp này lên. Đầu tiên là hướng dẫn đánh suất trị này. Đây là cái suất này. Đây là cọc suất, cọc suất nằm phía bên trái, mình cắm vào. Nhấn xuống hết cỡ. Bọc vận trị vào đây. Đi trị đánh suất thì đi theo cái sơ đồ đây. Sơ đồ nét đứt ở đây. Tức là vắt chéo qua cái con ốc đồng tiền này, từ hàng trước ra hàng sau. Một vòng rồi. Đấy, theo chữ alpha. Sau đó mình cuốn quanh suốt theo chiều kim đồng hồ tầm 6-7 vòng gì đấy cho chắc. Cái cọc suốt này nó có hai chế độ bên trái và chế độ bên phải. Gạt đi gạt lại. Bên trái thì cái cọc này không quay, kim nó quay. Gạt về phía bên phải thì cái cọc này nó quay, còn kim đứng yên. Sau đó mình ấn nút tắt bật đây. Tốc độ nhanh chậm đây. Đấy, nó hiện thị ra cái chế độ đánh suốt này. Khi nào đánh đầy hoặc là cái lượng chị mình may vừa đủ rồi thì mình ấn nó dừng lại. Đấy, gạt nó về phía bên trái, rút suốt ra. Xong mình cắt chị đây. Còn bây giờ là hướng dẫn đi chị may này. Chị may thì gồm có một sợi chị trên và một sợi chị dưới. Chị trên này, đầu tiên để đi chị trên thì mình cần phải nâng cái cần, nâng hạ chân vịt này lên. Đây là chân vịt, nâng cái cần này lên. Đấy. Đây, quần chị từ quần chị này thì cái chỗ này này nó vẽ tương ứng với cái chỗ này. Cầm hai tay hai bên này, một tay bên này, một tay cầm bên này, cầm hai sợi chị. Ấn vào chỗ này kêu với tách. Đấy, chỗ này rất là quan trọng, nếu mà không ấn vào kêu với tách thì may nó sẽ xấu, chị nó sẽ bị xấu. Đấy, ấn vào kêu với tách nhá. Sau đó mình đi theo mũi tên này. Đấy, đi theo mũi tên trên này thôi. Thẳng theo những khe này. Xuống đây này, vòng lên. Đấy. Lên đây rồi lại vòng đi xuống này. Cứ đi theo khe này thôi. Đấy. Xuống đến cái ốc này thì mình ngoắc vào trong cái sắt này. Đấy. Luồn nó từ ngoài vào trong là được rồi. Xong mình móc nó qua cái gờ trong này. Đấy, móc nó qua cái gờ trong này, cái gờ sắt này, móc từ bên trái qua bên phải. Đây nó móc vào đây. Đấy, sau đó mình sâu chỉ qua kim từ trước ra sau, có thể dùng cái hỗ trợ sọ chỉ này. Sọ chỉ qua kim này thì bên mình có video riêng rồi. Đấy. Còn suốt bên dưới này thì mình kéo nắp này ra, lấy cái suốt ra này. Đấy. Mình đặt sợi chỉ thừa nằm phía trên bàn này, cầm suốt quay theo ngược chiều kim đồng hồ. Sợi chỉ thừa nằm phía bên trái, cầm kéo sợi chỉ thừa này suốt quay theo ngược chiều kim đồng hồ, để nguyên cái mặt như này cho vào. Sau đó mình gài qua cái rãnh ở trên này. Trên này nó có một cái khe hở chữa này. Gài nó, vắt nó về phía bên trái. Phụt quay theo ngược chiều kim đồng hồ. Bây giờ mình lấy chị dưới lên. Để lấy chị dưới lên thì một tay mình cầm sợi chị trên. Tay cầm sợi chị trên như thế này. Một tay mình quay theo quay bánh đà theo ngược chiều kim đồng hồ. Đấy, quay một vòng thôi. Khi mà quay đủ một vòng thì kim nó sẽ từ trạng thái trên cao xuống thấp rồi lại lên cao. Kim đang ở trạng thái trên cao này. Xuống thấp rồi, rồi lại lên cao này. Sau đó mình
lấy sợi chỉ dưới lên hẳn khỏi cái mặt sắt. Cầm hai sợi chỉ vào một chỗ ở tay này, luồn vào giữa chân vịt vắt về phía đằng sau. Thì khi mà cái suột dưới ấy, đây nó có sơ đồ của suột dưới đây. Đấy, khi mà suột dưới nó lắp xong ấy, nó sẽ ăn vào một phần phía bên trái của suột như này và quay theo ngược chiều kim đồng hồ. Sau đó mình đẩy cái mặt nhựa này vào, rồi cho vải vào này. Cho vải vào thì nhớ hạ chân vịt xuống, khi may thì nhớ hạ chân vịt xuống nhé. Đấy, không may nó sẽ bị rỗi. Mình giới thiệu qua này, đây là nút tắt bật này, nút may lùi này, lại mũi này, đây là cắt chỉ này. Khi mà kim nó dừng hẳn rồi mình mới ấn kéo cắt chỉ nhá. Đây là tốc độ nhanh chậm, chỉnh căng trồng chỉ, chỉnh mau thưa, thì những cái này là tự động hết thôi. Cái bảng đường may, nó có các cái chức năng may cơ bản đây, theo chữ cái, theo chữ số đây, các cái kiểu chữ hoa với chữ thường, một số đường trang trí theo các cái con vật, mặt cười ở đây. Mình sẽ may đường cơ bản này. Đấy, mình ấn vào đây, may đường thẳng, mình ấn nút chạy này. Đấy, chạy ngay rất là êm và đồng nhé. Xong mình ấn tắt này, xong mình ấn cắt chỉ đây, chờ kim nó dừng hẳn rồi mình ấn cắt chỉ nhé. May qua đường zig zag này. Khi mà may xong thì mình không cần phải lấy chỉ dưới, cắt chỉ xong thì mình không cần phải lấy chỉ dưới lên đâu. Đấy, may đường zig zag. Nó tự động là lấy chỉ dưới lên. Đấy, chuyển qua đường may chặn chân. Con này sử dụng rất là dễ dàng rồi. Chờ cho kim dừng hẳn mình nhận cắt. Đây, đường may cơ bản đây. Quan nhìn đây. Nó thẳng đường ít chắc, không bị bỏ mũi. Còn đối với thêu thì đây, mình ấn vào đây là thêu gấu, thì thêu các cái hình con gấu ở đây, thêu mặt cười ở đây, các cái kiểu hoa văn ở đây, theo chữ cái thì đây, đây là cái bảng tổng này, chuyển đổi chữ hoa về chữ thường rất là dễ thôi. Mình theo thử một con này, theo con này đi, con thỏ này đi. Đấy, thì mình phóng to thu nhỏ ở đây này, nhau cái hình nó to nhỏ. Theo thì mình theo lên vải dày dày một chút nhé, tại vì cái đường theo nó dày đấy, nếu theo vải mỏng hay là vải mềm thì nó sẽ bị rối. Nếu vải mỏng hoặc là vải mềm thì mình lót keo ép mếch vào, giống như kiểu là mình lót giấy vào ấy. Thêu xong thì nó tự động nó dừng rồi. Mình có thể thêu được nhiều con một lúc nữa. Để mình cắt kia. Đây thì mình thêu xong đây. Đây mình thêu xong rồi, nó ra cái hình con thỏ này. Mình thêu vài đường cơ bản thôi. Còn thay kim này thì mình xoay cái trục ngang này cho lên cao một chút. Trục ngang này. Ấn này quay cái vẫn này lỏng ra, mình xoay ra, sau đó mình lấy kim ra này. Đấy, thì kim máy gia đình nó sẽ có hai phần, một phần là mặt tròn, một phần là mặt vát này. Mặt tròn này hướng về phía người mình ngồi, mặt vát thì quay về phía đằng sau. Sau đó mình lắp vào, đẩy cao lên, cho vặn cái con ốc này chặt vào. Còn thay chân vịt này thì mình nâng cái cần, nâng hạ chân vịt lên.
phía sau gót chân vịt này nó có một cái gờ đen này, mình ấn vào phía người mình ngồi, chân vịt nó tự động nó rơi ra. Đây thì các cái chân vịt cơ bản này thì nó sẽ có một cái chốt tròn ngang ở giữa này, còn trên cái mỏ này thì nó sẽ có một cái phần khuyết ở đây, mình một tay trái mình di chuyển hai cái này trùng nhau, tay phải mình nhấn cái cần nâng hạ chân vịt xuống cho nó khớp vào nhau, nó tự ngập vào nhau. Thế đây là một vài cái hướng dẫn cơ bản để sử dụng máy Juki 008 này. Chị em xem thì nhớ xem kỹ video làm theo, không hiểu đâu thì có thể nhắn tin hoặc gọi điện bên em hỗ trợ cho. Khi sử dụng thì lưu ý là phải cắm qua điện 110V nhé, treo cục đội nguồn này.